Kênh bản tin 24 giờ xin chào các bạn, hãy nhấn đăng ký và like để cập những tin tức mới nhất trong ngày. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Bắt cựu nhà báo Mai Phan Lợi về tội trốn thuế, cựu nhà báo Mai Phan Lợi bị công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc trốn thuế. Chiều mùng 2 tháng 7, trao đổi với báo chí, lãnh đạo công an thành phố Hà Nội xác nhận thông tin trên và cho biết, ngoài ông Lợi, công an Hà Nội thông báo khởi tố thêm một bị can khác song chưa công bố danh tính. Theo cơ quan điều tra, các quyết định đã được viện kiểm sát nhân dân Hà Nội phê chuẩn. Ông Mai Phan Lợi từng là phó tổng thư ký tòa soạn, trưởng văn phòng đại diện báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Năm 2016, ông Mai Phan Lợi bị Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi thẻ nhà báo do xúc phạm nghiêm trọng danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam, gây tổn thương sâu sắc đến gia đình, đồng đội, người thân, đồng đội của những cán bộ chiến sĩ gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ, tổn hại đến uy tín đội ngũ những người làm báo. Ông lợi từng gây bức xúc dư luận vì tạo một thăm dò trên trang Facebook diễn đàn nhà báo trẻ về việc máy bay Casa 212 rơi khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Trần Thanh: Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.